tôi chan đầy nỗi nhớ. Tình trăm năm thơm giọt đắng môi hoa, tòa thánh uy nghi đêm rằm trây hồi, soi bóng cổ tiên lòng lẫy trắng ngà. Phố núi Tây Ninh hai mùa mưa nắng. Từ khi anh dùng chế phẩm Trio Đạt Ma đến nay thì anh thấy là so với trước khi dùng thì mình giảm chi phí khoảng bao nhiêu trên 1 hectare? Khoảng được khoảng 2 triệu 1 hectare. Dạ. Là ở đây là anh trồng là bao nhiêu hectare? Được 2 hectare. Dạ. Vậy là trên 2 hectare trồng cao su thì khi mà mình dùng chế phẩm Trio Đạt Ma là mình giảm mỗi năm được 4 triệu. Ừ, 4 triệu. Tôi tên Nguyễn Văn Đạt, ở xã Anh Đức, huyện Dầu Tây Ninh. Dạ. Anh dùng về chế phẩm Trio Đạt Ma cho vườn cao su của mình được bao lâu rồi ạ? Nay xài này cũng được 2 năm rồi. Dạ. Trước khi dùng chế phẩm Trio Đạt Ma để ủ phân và dùng Trio Đạt Ma để rải vào vườn cao su thì anh thấy giảm về chi phí về phân bón và chi phí về dịch về phòng bệnh á thì giảm khoảng bao nhiêu phần trăm? Giảm khoảng được 30%. Được 30%. Anh thấy hiệu quả so khi mà mình dùng chế phẩm Trio Đạt Ma để ủ phân và để rải vào vườn cao su á thì nó thay đổi được nhiều so với khi mà mình chưa dùng. Trước khi chưa rải đó thì mình thấy đất cũng như gần cỗi hơi. Mà mình xài rồi thì đất có độ bị nhiều hơn tí. Bình thường thì khi anh lấy Trio Đạt Ma về anh dùng như thế nào? Ủ phân với rải trực tiếp xuống đất. Dạ, anh ủ như thế nào? Bỏ chung với phân mình ủ nhiệt độ kính là khoảng 70 độ á. Dạ. Khi mà rải trực tiếp thì anh rải với liều lượng như thế nào? Trộn phân hữu cơ thì đó một hecta này là hết 4 bịch 1 kg. Khi anh dùng chế phẩm Trio Đạt Ma để ủ phân và để rải vô vườn cao su thì anh cảm thấy là mình giảm chi phí về phân bón và giảm về dịch bệnh như thế nào? Thì cũng thấy bệnh thì giảm cũng rõ nhưng mà cũng là thấy là tốt tốt đất. Thì cái đó thì cũng khuyến cáo thì mình xài cho nhiều thì tốt mà cho có thể tăng năng suất thêm nữa. Là để cho nó góp phần tăng năng suất và giảm chi phí. Giảm chi phí phân hóa học thêm. Dạ. Chào anh ạ. Em được biết là anh sử dụng chế phẩm Trio Đạt Ma để ủ phân đến nay là mùa thứ 2 rồi. Anh cho em biết thông tin về việc mình sử dụng Trio Đạt Ma. Tôi Lê Thiện Trung ở tổ 2 ấp 4. Tôi có sử dụng cái phân này mùa trước là tôi cũng tự làm, thấy hiệu quả thì cũng được. Mà chi phí thì cũng thấp hơn mấy năm trước là tôi mua phân tôi bón. Là khi mà mình tự dùng chế phẩm Trio Đạt Ma để ủ phân và mình bón cho vườn á thì chi phí để sử dụng phân bón là nó giảm được khoảng bao nhiêu phần trăm so với việc mình tự mua phân ở mình đi mua phân ở ngoài? Giảm nó cũng được mấy năm trước thì bón cứ 1 hecta vậy bón cho 2 lượt một vụ thì khoảng 4 triệu. Bây giờ thì ủ phân này thì thấy cũng khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu vậy đó. Ở đây là mình trồng là bao nhiêu hecta? Đây trồng 27 hecta cao su với 10 hecta mì. Là cứ mỗi hecta là mình giảm được 2 triệu tiền phân. Là 30 hecta là ở đây là mình một vụ là chưa làm gì hết là mình giảm là 60 triệu tiền phân rồi.
Khi mà dùng chế phẩm đi cho Đạt Ma để ủ phân như vậy thì cái phân mình bón vô á thì cây nó hấp thu như tốt hơn so với mà khi mình tự mua phân ở ngoài. Đúng rồi, theo tôi mới sử dụng một mùa thì thấy lượng mủ cuối năm thì cũng ổn định hơn mua phân ngoài những vụ trước. Về độ mủ nó tăng lên so với bình thường nhiều không ạ? Độ thì cũng tăng lên nhưng mà nó cũng vẫn giữ được tới đến cuối mùa. Cuối mùa vừa rồi là độ mủ cao su của anh ở đây giữ được bao nhiêu ạ? Khoảng 42-43 độ. So với mấy mùa trước là nó bao nhiêu độ? So với mấy mùa trước thì mấy mùa trước thì nằm tầm 38-39 độ. Khi mà dùng phân mà mình tự ủ thì mình cảm thấy về dịch bệnh này nó sẽ giảm được nhiều không ạ? Bệnh thì nói chung cây cao su nó cũng tùy theo mùa do thời tiết, nhưng bệnh thì mua tôi sử dụng mới vừa năm vừa rồi thì cũng không thấy bệnh gì. Dạ cảm ơn anh.